chưa biết thực hư Nhã Phương mang bầu, nhưng Trường Giang đã chuẩn bị đón em bé theo cách này. Tạm quên tin đồn Nhã Phương mang bầu, đây mới là cảnh thực sự mà Trường Giang được trải nghiệm cảm giác đón con chào đời trong chương trình Khi Đàn Ông Mang Bầu. Tối ngày 9 tháng 8 vừa qua, trong chương trình Khi Đàn Ông Mang Bầu tập cuối, Trường Giang và các nghệ sĩ đã có những trải nghiệm quý giá về việc chuẩn bị chào đón một đứa trẻ ra đời. Anh và các gia đình đã gặp gỡ bác sĩ để nghe thông tin và xem hình ảnh về quá trình sinh con của phụ nữ bằng hai cách sinh thường, sinh mổ. Các nghệ sĩ đều nhăn mặt khi xem clip sinh con bằng phương pháp mổ, đặc biệt là Trường Giang, anh đã cúi mặt xuống và không dám nhìn vào màn hình và còn la mắng những người đặt câu hỏi. Tuy nhiên, khi nghe được tiếng em bé khóc trong clip thì sáu nghệ sĩ đều thở phào nhẹ nhõm. Trường Giang sợ sệt không dám xem clip mổ đẻ. Anh liên tục nhăn mặt, che mặt trước cảnh đau đớn khi người phụ nữ phải sinh nở. Nam danh hài như thấu hiểu nỗi đau ấy. Đặc biệt trong phòng bệnh, Trường Giang rất bất ngờ vì độ tĩnh của một thai phụ sắp đẻ. Cô vẫn nói chuyện và chọc giỡn với mọi người xung quanh bình thường. Điều này khiến nam danh hài đỡ lo lắng hơn rất nhiều. Mười Khó còn rất xúc động khi chứng kiến Trấn Thành Harry sắp chuyển dạ, vẫn an ủi nhau, nắm lấy tay nhau để san sẻ nỗi đau. Trường Giang Hương Giang đã chân chạm chân để truyền điện cho nhau đỡ đau, khiến người xem không nhịn được cười. Và sau một thời gian được bác sĩ thăm khám, các nghệ sĩ đã lên cơn đau dữ dội, bởi đã được lắp vào người chiếc áo hệ thống vi mạch điện tử thông minh để có thể mô phỏng cơn đau đẻ của các bà bầu và họ bắt đầu hành trình vượt cạn. Năm nghệ sĩ được trải qua cảm giác đau đẻ như thật khi mặc chiếc áo mô phỏng cơn đau đẻ. Người yêu Nhã Phương còn la hét ôm sờm vì quá đau. Biểu cảm bá đạo của anh khiến người xem không nhịn được cười. Trường Giang cảm thấy đau và rất khó chịu. Anh liên tục nhăn mặt với rất nhiều biểu cảm bá đạo khiến người xem bật cười. Anh còn than, đàn ông có bầu cũng khổ như phụ nữ thôi. Chắc chắn sau chương trình, dù bạn gái Nhã Phương có thai thật hay không, Trường Giang đã có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc bà bầu em bé, nhằm thấu hiểu hơn nỗi đau đớn vất vả mà người phụ nữ của mình phải chịu đựng. Nhưng đến cuối cùng, Trường Giang lại tỏ ra vui vẻ và nói, kiến thức đã đầy não, sức lực đầy mình, tôi đã sẵn sàng để đẻ con rồi. Câu nói đầy ẩn ý của Trường Giang càng khiến khán giả tin vào việc Nhã Phương mang thai là có thật. Ngoài ra, khán giả cũng khá bất ngờ khi thấy Trường Giang và Hương Giang bày tỏ tình cảm chăm sóc cho nhau. Chuyện gì thế này? Hoàng Thùy dự sinh nhật của rocker Nguyễn cùng đại gia đình của anh. Á hậu Hoàng Thùy gây chú ý khi là khách mời showbiz duy nhất có mặt trong tiệc sinh nhật của rocker Nguyễn và đại gia đình của nam ca sĩ. Có lẽ thời gian qua, rocker Nguyễn luôn được mọi người tìm kiếm nhiều nhất sau thời gian lộ ngoại hình khác lạ khoảng đầu tháng 7. Rocker Nguyễn khiến mọi người bất ngờ khi có chia sẻ đầu tiên sau thời gian ở ẩn vì lùm xùm. Có thể thấy so với thời điểm xảy ra những chuyện không hay, bây giờ ngoại hình cũng như thân sắc của rocker Nguyễn cũng tươi tắn hơn hẳn. Sau những chuyện không hay, rocker Nguyễn đã dần lấy lại hình ảnh của mình. Hình ảnh về buổi tiệc sinh nhật ấm cúng của rocker Nguyễn đã được mẹ anh đăng tải trên trang cá nhân. Điều đặc biệt khiến người hâm mộ quan tâm chính là á hậu Hoàng Thùy cũng có mặt trong bữa tiệc này. Trong tiệc sinh nhật, nam ca sĩ chọn trang phục đơn giản với chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng với quần Âu, Hoàng Thùy cũng diện bộ váy trắng ôm sát. Hoàng Thùy xuất hiện trong tiệc sinh nhật của rocker Nguyễn và đại gia đình của anh. Trước đó, trên Instagram của rocker Nguyễn, anh bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái đầu tiên với nội dung: "Tôi sẽ đứng lên sau những vấp ngã. Phoenix được sinh ra từ Andres chứ không phải ai. Chúc mừng sinh nhật tôi." Được biết, hôm ngày 6 tháng 8 là ngày sinh nhật của nam ca sĩ. Đi kèm đó là một bức ảnh anh chụp tại cửa hàng thời trang. Hình ảnh rocker Nguyễn đang chăm chỉ chăm sóc lại bản thân và cố gắng đứng lên sau vấp ngã. Con chưa đầy tháng, Hải Băng đã tái xuất. Mặt thì đẹp ngỡ ngàng nhưng vòng 2 quá khó tin. Chưa đầy một tháng lâm bồn, Hải Băng đã gây bất ngờ với nhan sắc sâu sinh, trẻ đẹp như thời con gái. Một năm sau khi sinh trong xã Thành Đạt, cô công chúa đầu lòng khấu khỉnh, Hải Băng lại tiếp tục mang thai quý tử. Giữa tháng 7 vừa qua, nữ ca sĩ đã hạ sinh em bé thứ hai, được đặt tên ở nhà là Côi. Điều khiến người hâm mộ bất ngờ là vừa mới sinh con chưa lâu, nhưng Hải Băng đã tái xuất với vẻ ngoài xinh đẹp trẻ trung. Giọng ca viên đá nhỏ gây ấn tượng với mặt mộc không tì vết và làn da mịn màng. Hải Băng vẫn giữ được thần thái rạng rỡ, không có dấu hiệu mệt mỏi của người phụ nữ đang chăm con mọn. Nhìn loạt ảnh, nữ ca sĩ chia sẻ, khó có thể tin đây là nhan sắc của bà mẹ bỉm sữa hai con. Bên cạnh đó, Hải Băng còn khiến fan ngỡ ngàng với vòng eo sâu sinh cực thon gọn. Từng tăng 20kg lúc mang thai quý tử, nhưng chỉ 20 ngày sau sinh, bà mẹ hai con đã giảm được 12cm vòng bụng và 10kg.
Cựu thành viên Mây Trắng vừa đăng tải những hình ảnh mới nhất, khoe khéo vùng bụng thon gọn nhỏ nhắn dù mới sinh con chưa đầy tháng. Để giữ gìn và sớm lấy lại vóc dáng như thời son rỗi, hãy bằng áp dụng phương pháp massage và quấn bụng bằng đai nhiệt tại nhà. Cô nàng nhận được rất nhiều lời khen vì vẻ ngoài xinh đẹp thon gọn dù đã trải qua hai lần sinh nở. Mỹ nhân sinh năm 1988 còn động viên chị em bầu bì bỉm sữa chăm chỉ thực hiện các biện pháp làm đẹp. Sở hữu ngoại hình nổi bật lại kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp nên suốt thời gian mang bầu ở cữ, Hải Băng luôn nhận được những lời khen về nhan sắc trẻ đẹp. Rob Cơ Nguyễn rút khỏi showbiz đầy tiếc nuối, lên đường sang Úc làm lại cuộc đời. Rob Cơ Nguyễn lên đường sang Úc và có những chia sẻ: "Tạm biệt mọi người đã yêu thương tôi, tạm biệt quá khứ sai lầm không bao giờ quay trở lại." Giữ đúng lời hứa với gia đình, Rob Cơ Nguyễn sang Úc làm lại cuộc đời sau những biến cố không hay xảy ra. Trên trang cá nhân, anh cũng gửi lời chào tạm biệt tất cả mọi người bằng tiếng Anh, cùng chia sẻ đầy nước mắt: "Đây là lúc tôi nói lời tạm biệt một quá khứ mà sẽ không bao giờ trở lại. Tạm biệt những giấc mơ đã được hoàn thành cũng như những sai lầm. Tạm biệt những người thân yêu, gia đình, bạn bè và những góc nhỏ của Sài Gòn mà tôi từng đi lang thang. Tạm biệt sự thất vọng và đau lòng và ý chí từng bị phá nát. Tạm biệt những ngày lạc lối tại chính mê cung trong đầu, tuyệt vọng tìm cách thoát ra. Tạm biệt tất cả các lời tạm biệt và cũng xin chào. Xin chào một tương lai mới của cuộc sống sẽ được viết với tình yêu, hy vọng và một quyết tâm để phát triển. Xin chào những thách thức mới, triển vọng và trở ngại. Xin chào con người mới mà tôi đang khao khát được gặp. Một người luôn ở đó la hét không ngừng, để rồi nhận ra tiếng nói của anh ấy bị chìm trong hàng ngàn người khác. Xin chào với con người thật, con người đích thực của tôi. Tương lai đầy những bất trắc, nhưng nó sẽ luôn luôn xảy ra. Nhưng sợ hãi không bao giờ là một lựa chọn. Hãy có niềm tin, Rocker có niềm tin. Dòng trạng thái khá dài được Rocker Nguyễn chia sẻ trên Instagram của anh. Gia đình đã ra tận sân bay để tiện Rocker Nguyễn lên đường sang Úc, một đất nước mới, hy vọng anh sẽ có những trải nghiệm thú vị. Bữa tiệc ấm cúng của Rocker Nguyễn bên gia đình, bạn bè, trong đó có cả Hoàng Thùy. Vào khoảng đầu tháng 7, Rocker Nguyễn luôn được mọi người tìm kiếm nhiều nhất sau thời gian lộ ngoại hình khác lạ và phát ngôn mất kiểm soát. Cũng theo nhiều nguồn tin, nguyên nhân dẫn đến hành động khó hiểu của anh xuất phát từ việc anh phải đối diện với những khó khăn trong chuyện tình cảm, công việc và đời sống riêng tư. Sau khi mọi chuyện dần im lặng, Rocker Nguyễn tuyên bố sẽ không quay trở lại showbiz Việt nữa. Nhã Phương đã đối phó với các bóng hồng của Trường Giang cao tay như thế nào, ai cũng tâm phục khẩu phục. Nhã Phương có những cách đối diện với các scandal tình ái của bạn trai phải nói là vô cùng cao tay. Từ đầu năm 2018 đến nay, câu chuyện tình yêu của Trường Giang Nhã Phương luôn là đề tài nóng hổi. Gần đây còn xuất hiện tin đồn Nhã Phương đang mang thai 3 tháng và chuẩn bị làm đám cưới với Trường Giang. Nhiều người thấy thương cho Nhã Phương trong mối quan hệ với Trường Giang, bởi nữ diễn viên cứ liên tục phải đối mặt với những ồn ào tình ái của bạn trai. Sau mỗi lần Trường Giang bị các em gái mưa kể tên trên báo chí và truyền thông, thì mọi người đều ngóng đợi phản ứng của Nhã Phương. Ai cũng muốn xem cách cô sẽ đối diện với dư luận và đối phó với các bóng hồng để giữ gìn hạnh phúc cho mình. Scandal tình ái đầu tiên của Trường Giang là khi em gái mưa Quế Vân bất ngờ lên tiếng tố nam danh hài bạc tình khiến cô đau khổ. Quế Vân không ngại công khai nhiều đoạn trò chuyện, hình ảnh thân mật của cả hai. Không giống như phản ứng thường thấy của phụ nữ khi xuất hiện người thứ ba, Nhã Phương chọn cách im lặng để sự việc lắng xuống. Khi scandal tạm trôi qua, Nhã Phương mới lên tiếng khẳng định lỗi lầm của câu chuyện trên. Nhã Phương và Trường Giang tay trong tay xuất hiện sau scandal nhưng ngầm thông báo rằng chúng tôi đang hạnh phúc. Sau khi thấy hình ảnh của Trường Giang bên cạnh Nhã Phương, Quế Vân đã phải lên tiếng chống chế rằng Nhã Phương nên cảm ơn cô. Bởi nếu cô không vạch mặt Trường Giang trở thành chiếc xúc tác thì cả hai đã không có được hạnh phúc trong hiện tại. Scandal của Trường Giang năm em, Nhã Phương xuất hiện xinh đẹp hơn trong mọi hoạt động. Trong hơn một tháng, năm em từng liên tục tấn công Trường Giang với câu chuyện tình cảm sức mướt, tới mức nam danh hài phải lên tiếng rằng tình cảm của anh chỉ dừng ở mức anh em quý mến chứ không phải tình yêu. Thậm chí Trường Giang còn cho rằng đầu óc của nam em không bình thường. Trái với phản ứng ào ạt của nam em, Nhã Phương lại vô cùng bình tĩnh. Cô né tránh nhắc tới scandal của bạn trai. Thay vào đó, Nhã Phương luôn xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp, khẳng định đang bận rộn với cuộc sống, đồng thời chia sẻ rằng mình vẫn ổn. Tôi nghĩ ở mọi thời điểm, chuyện tình cảm đều rất quan trọng, nhất là với những người giàu cảm xúc như tôi. Đôi lúc tình cảm còn quan trọng hơn công việc, tuy nhiên hiện giờ tôi muốn dồn sức cho sự nghiệp. Tôi đang có nhiều kế hoạch mới cần hoàn thành, diễn viên sinh năm 1990 chia sẻ. Giữa ồn ào bạn trai, Nhã Phương một lần nữa cao tay khi xuất hiện liên tục với hình ảnh xinh đẹp rạng rỡ hơn trước. Tình yêu của Nhã Phương và câu chuyện phim Vận vào đời.
Đối diện với các bóng hồng của Trường Giang liên tục bị nhắc tên trong các scandal, nhưng Nhã Phương luôn ứng xử thông minh hòa nhã. Có thể thấy với tính cách điềm đạm, hiền lành, Nhã Phương khiến người hâm mộ vừa xót vừa thương. Người ta hay nói phim vận vào đời, và có lẽ trường hợp của Nhã Phương đúng là như vậy. Hầu hết các vai diễn mà cô từng tham gia đều là người phụ nữ nhu mì, chịu đựng, và đặc biệt đều phải gặp những em gái mưa khó đỡ. Trong bộ phim đang phát sóng Ngày ấy mình yêu nhau, màn ghen ngược của Tam Triều Dân với Nhã Phương gây xôn xao vì quá trơ trẽn. Mặc dù biết nam Lương Thế Thành thủ vai đã có bạn gái, nhưng Dung, nhân vật do Tam Triều Dân thủ vai vẫn mộng tưởng sẽ bước được vào trái tim anh. Mặc dù nam khẳng định chỉ xem Dung như em gái, nhưng Dung lại cố ý hiểu sai và cho rằng đó là bởi anh ấy thích mình. Trong phim Hạ, Nhã Phương thủ vai đã dùng lời lẽ sắc sảo để dằn mặt Dung. Cảnh phim tuy ngắn nhưng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Không ít fan của Nhã Phương cho rằng vai diễn này y chang thực tế những gì nữ diễn viên phải đối mặt trong cuộc tình với Trường Giang. Người hâm mộ hy vọng Nhã Phương sẽ có hạnh phúc lâu dài với Trường Giang nếu như cặp đôi kết hôn vào tháng 9 tới.